Nay mình sẽ kết thúc một cái series về Node.js với framework là NetJS. Thì ở các series trước của mình, đa phần là mình chỉ làm với PHP thôi, nên là cũng có khá là nhiều các bạn mong muốn là muốn nó sử dụng một cái, muốn viết một cái bộ API. Thì mình trong một thời gian này mình đã quyết định mình sẽ viết một cái về NetJS. Hiện tại nó cũng khá là phổ biến, mà ở cái NetJS này thì hiện tại mình cũng đang dùng trên công ty nhé, các dự án product này mình đang chạy thì cũng có dùng Node.js và đặc biệt là NetJS này. Đấy. Thì để tiếp cận được cái NetJS này thì các bạn biết một chút về JS. Đấy. Biết một chút về Node.js thì các bạn có thể handle được. Thực ra mình cũng không biết về thằng Node.js đâu, nhưng mà mình chuyển luôn sang từ code từ PHP sang thằng NetJS này thì mình thấy nó cũng không không có không quá khó khăn lắm, nhưng mà các bạn nên update thêm một chút về TypeScript cũng như là về JS để các bạn có thể hiểu thêm. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu luôn. Thì ở đây thì mình sẽ trong quá trình làm và cài đặt cũng như là sử dụng thì mình có tìm hiểu thêm ở một số trang như này, và mình thấy trang này nó cũng khá là hay về kiến thức. Thì trong quá trình làm thì mình sẽ làm theo những cái document cũng như là những cái bài viết ở trên trang này nhé. Thì kiến thức của họ cũng khá là đầy đủ rồi, thì mình cũng sẽ cứ đưa vào bài của mình thôi, mình sẽ hiểu tới tới đâu thì mình sẽ áp dụng tới đấy. Đây các bạn nhìn thấy này, đấy, nó cũng khá là phổ biến. Ok, ở đâu ở trước ở trên blog của mình có hướng dẫn cài đặt, thì ra nó cũng khá giống như trên doc của họ thôi. Đây đầu tiên các bạn cài cho mình cái npm, đây là mình cài netjs CLI nhé. Đấy, các bạn mở một cái command và terminal lên. Thì ở đây thì số code của mình sẽ để trong này, nên là mình sẽ cd số code của mình vào đây. Đấy. Đấy, sau khi cài đặt xong, thì mình sẽ net new một cái project ở đây. New cái project này thì mình sẽ để tên là net jscrm. Đấy. Đây. Ở đây thì nó sẽ bảo là mình sẽ chạy với cái command là gì. Ở đây thì mình sẽ dùng npm nhá. Sử dụng một cái package to you cho bạn npm. Ok. Sau khi đã cài đặt xong thì mình sẽ cd vào net cs. Đấy. Đây. Đây là tất cả các số code. Thì ở đây thì mình cũng sẽ import. Đây trước mình cũng có demo thử một cái này. Mình sẽ import nó vào restroom của mình. Đây. Các bạn có thể dùng Webstorm cũng như là Visual Code hoặc là dùng 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 các editor cũng như là IDE khác nhé. Mình thì mình dùng quen dùng với thằng IDE này rồi.
cái này thì mình sẽ xóa đi, mình sẽ không để. Mình sẽ để là API NetJet. Đấy. Thì ở đây mà để chạy được. Để chạy được thì các bạn gì? npm install này. Ở đây thì khi mà các bạn cài đầu tiên thì nó sẽ install luôn rồi. Đây nó sẽ install nó thực hiện cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần chạy npm run start. Run start. Đấy. Ở đây khi mà các bạn run start ấy, mặc định là gì? Mặc định nó sẽ là cổng 3000. Đấy. Thì các bạn localhost. Đấy, hello. Ở đây nó sẽ đi từ đâu? Nó sẽ đi từ cái app controller này. Đấy. Xong gì? Tới đâu? Tới service này. Đấy, hello. Đây nó sẽ đây là một cái string như này. Đấy. Ngoài ra ở đây nếu mà để các bạn muốn cho nó run một cái cổng khác thì các bạn có thể là đổi đây là gì? 3333 chẳng hạn. Đấy. Sau các bạn run lại, npm run start. Đấy. Các bạn đợi chút nó sẽ run. Đây, nó build xong. 333. Đấy, ok. Ví dụ như ở đây mình thay đổi thông tin. Hello, xin chào. Trung phố chẳng hạn. Ở đây các bạn nhìn thấy này. Khi mà mình sửa như vậy nó không run thì mình sẽ check lại à vì sao mình sẽ phải có một cái gì đấy nó run real time. Ở đây thì thay vì mình chạy là run web thì mình sẽ sử dụng là npm start dev này. Đấy. npm run start dev. Đấy. Các bạn đợi một chút. Ok. Mình cập nhật lại này. Hai. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, nó sẽ tự động run. Ok. Đấy các bạn nhìn thấy nó cũng khá là hay, hay ho đúng không? Đây thì mình sẽ cấu trúc qua, mình sẽ review qua một chút về cái cấu trúc của nó. Ở đây toàn bộ những cái file của mình nó sẽ được đưa vào trong cái folder src này. À. Cái nốt này thì các bạn cũng biết rồi, nó sẽ lưu những cái tất cả những cái mà mình đã install ở trong này. Đây. Nó sẽ bao gồm có những cái dependency mặc định. Đấy. Ok. Tiếp tục mình sẽ đây, ở đây thì đối với thằng NetJS này thì nó có những cái command để tạo những cái controller cũng như là cái service cũng như là cái model. Đấy. Thì ở trên này mình cũng không biết là nó đang viết ở chỗ đoạn nào nữa. Giờ mình tactical controller. Đây, model view controller. À đây, nó sẽ nằm ở đây. À, đây là view. Cái này thì mình không làm với front end, mình chỉ làm API thôi nữa, mình sẽ không quan tâm nó vội. Ở đây nó không ghi à? Ok, thôi nó sẽ không ghi thì mình sẽ một là các bạn có thể đọc qua bài này. Đấy. Nếu mà bài này không, bài này nó cũng không biết à, nên thôi mình cũng sẽ đọc qua vậy. Ở đây thì các bạn gì? Ở đây nha, cấu trúc của mình là gì? Ở trong này mình sẽ tạo một cái module, mình sẽ có nhiều các module. Đối với các bạn đã làm những cái series về đồ án của mình ấy, thì các bạn cũng đã biết rồi. À, code của mình thông thường mình sẽ sử dụng khá là nhiều module khác nhau. Đấy, mình sẽ đưa nhóm code vào từng cái module một để gì, để chúng ta dễ quản lý cũng như là maintain. Đấy. Thì ở đây đối với thằng
NetJS này nó cũng sẽ có cái tạo module. Đúng như net trừ g g này module, ở đây mình sẽ tạo một cái module là gì, module con. Mình sẽ tạo một cái module là mình sẽ demo trước cho các bạn. Module user nó chỉ net không đấy. Đây, khi sau khi tạo xong thì nó sẽ sinh ra cho các bạn một cái module này. Đấy. Ok. Tiếp tục mình sẽ tạo tiếp một cái controller. Đấy. Và gì? Và một con một service. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây mình sẽ sinh ra, mình sẽ xóa cái file này, cái này nó không cần thiết. Mình không thích để lại, nó sẽ sinh những cái file test. Ở đây thì các bạn sẽ change đây. Ở đây thì mình sẽ get want get list user. Đấy. Bạn thấy này, return. Mình sẽ return cái gì? Mình sẽ return cái method này đúng không? Ok. Đây các bạn. Ở đây thì mình hay để cái spec 4. Nên là mình sẽ đưa thằng này luôn. Đấy, mình hay code để spec 4 nên mình sẽ đưa thằng này sang spec 4 nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy này, khi mà mình đã run xong ấy, thì ở đây nó sẽ hiển thị cho mình những cái link API search user đây thì các bạn sẽ thấy cho mình user đấy, get lead. Ok, tiếp tục mình test với service. Đây là cái phần service của nó. Ở đây để gọi được sang service thì các bạn gì, mình sẽ khởi bảo một cái contract constructor. Ở trong này thì mình sẽ gì, mình sẽ khai báo một cái là user service, gọi tới đấy. Thì ở đây ở trong này mình cũng có một cái method là gì, get lead user đấy. Ở đây thì mình sẽ return git trở tới user service get lead đấy, return xin chào service đấy, gọi như vậy. Đây, xin chào service thì mình đã gọi nó vào cái service rồi. tiếp tục là gì? Ở đây các bạn thấy nó chưa có sự thay đổi gì, bởi vì sao, bởi vì hiện tại thì các bạn chưa phải xử lý, chưa có giao tiếp gì với data nên ở đây nó chưa xảy ra một cái vấn đề gì, đó là vấn đề những cái promise đấy. Thì thông thường ở đây mình sẽ phải thêm cái await là async, các bạn làm việc với JS rồi, async thì nó rồi async nó sẽ async await nó luôn đi kèm. Ok, rồi mình có thêm vào nó đầy đủ cho các bạn được đợi nhầm lẫn. Đây, tiếp tục. Ở đây mình sẽ tạo gì? Mình sẽ tạo tiếp một cái module là port. Module port. Đấy. Mình sẽ tạo tiếp một cái controller. Một service. Ok. Đấy, nó cũng sẽ sinh ra. Các bạn để ý thấy khi mà mình tạo một cái module thì nó đều import vào cái gì? App module. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây.
nó sẽ để luôn import vào đây hết. Tiếp tục đối với thằng port này nhá, ở đây các bạn tạo cho mình một cái, các bạn nhìn ở đây bài viết của họ này thì là gì, mình đã tạo một cái controller. Ok, mình sẽ viết sẵn một cái controller trước port này. Constructor các bạn cũng sẽ thể tạo gì, constructor port. Speed đấy. Đây, get lead pop return. Đây. Đây là method get nhé. Ở đây các bạn nhìn. Ngoài ở đây method thì các bạn có khá là nhiều method, get pop delete update. Đấy. Đây. Các bạn tiếp tục. Đấy. Sau đấy ở bên port service này thì các bạn cũng sẽ gì, tạo cho mình một cái port service tên xin chào service port. Ok, ở đây thì bên này các bạn thay vì như thế các bạn sẽ gọi vào đây cho mình return what did pop speed. Đấy, nó sẽ gọi vào thằng này. Đấy, ok, vậy là cái hoạt động giao tiếp giữa các controller tới service của mình cũng đã, các bạn cũng đã thuần thục. Thì tiếp tục ở đây mình sẽ gì, mình sẽ tạo một cái ở đây routing thì mình cũng sẽ bỏ qua nhé. Đây, ở đây là những cái detail này, có nghĩa là thông thường các bạn làm việc với Laravel ấy sẽ có gì, những cái request, create request, update user request. Đấy, để gì, để nó sẽ validate đầu vào. Đấy, validate cái lượng data như nào. Ví dụ đó, mình sẽ được định định nghĩa là cái post của mình nó sẽ có các thông tin là content và title. Đấy, thì bắt buộc cái format data mình truyền vào khi mà thêm mới bài viết nó sẽ là phải có content và title. Đấy. Ở đây thì mình sẽ gì, tạo một cái đối với những cái DTO này thì mình sẽ tạo trực tiếp vào trong trong ngăn này luôn nhé. Mình sẽ đây DTO này, mình sẽ sinh ra DTO này. Đấy, ở đây các bạn sẽ có thể là cái class DTO. Ok, đây mình cũng có thể trả lệnh bằng cách là next new class, new class, đây mình search tương tự này, new class nest salary. Đây đấy, các bạn check class đấy. Ở đây mình sẽ tạo một cái class là gì? Port DTO. Previous port DTO. Đấy. Các bạn để đi, khi mà mình chạy lại xong rồi nó sẽ sinh ra ở trong này này. Đấy. Một cái class là gì? DTO như thế này. Thì ở đây mình cũng sẽ có khai báo cái bài viết của mình nó sẽ bao gồm là gì? Một cái content và một cái title. Ok. Thì ở đây các bạn mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử luôn này. Port này. Create. Ở đây thì các bạn cũng phải yêu nó vào nhá. Đây, các bạn nhìn thấy nó sẽ yêu vào này. Create.
Ở đây mình sẽ new một cái, ở đây mình sẽ new một cái gì, ở đây mình sẽ new một cái API box create. Đấy. Ở đây thì mình sẽ validate vào đây của mình nó sẽ là gì, data. Ở đây mình sẽ được định nghĩa bằng gì, create port data. Đấy, đây là mình sẽ định nghĩa đầu vào của tôi nó sẽ phải là đây nha, ở đây các bạn body này, còng body này. Đấy, đúng không nhỉ? Còng body. Mình đã bị sai cú pháp. Đấy. Ok, ở đây các bạn còn các bạn return cho mình data nha, để xem thử là cái đây nó chạy đây. Đây khi bạn chạy như vậy thì nó không có tồn tại một cái method get này, bởi vì sao, bởi vì của mình đang đi là post mà. Đấy, ở đây nó sẽ không không trả về gì cả. Bởi vì nó đang chưa chưa đúng được cái dữ liệu vào. Thì ở đây mình sẽ thêm vào một cái body red đây. Design title. Tiêu đề là viết. Content. Nội dung bài viết. Đi. Mình xem cách mình viết đúng. Đây. Ok. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mình đã return là được đúng cái nội dung rồi này. Đây, tiếp tục mình sẽ gì? Mình sẽ gọi tới return award gì? Chấm post chấm create. Ở đây các bạn làm cái report nhé, các bạn để cho mình là cái report đi. Và tiền của mình nó sẽ là data. Ở bên service của mình sẽ có một cái method là cái report. Cái đầu vào của mình nó sẽ ở đây nó sẽ là gì, là data. Data của mình định nghĩa ở đây nó sẽ là một cái video. Mình sẽ validate đây nhá, ở đây các bạn sẽ return cho mình return là data nhé. Ở đây thì các bạn cũng lock cho mình nhá. Mình sẽ lock thử xem thử nó đã vào cái service chưa, nó đang được ăn ở cái bước nào. Đấy, đây, ở bên này chứ. Đấy. Đây, nó vẫn đang ở service rồi đúng không? Nhưng mà nếu ví dụ như ở đây các bạn khai báo nó là một kiểu any. Đây, ví dụ như ở đây các bạn vẫn để đây nhá. Mình sẽ thay vì đây mình không truyền content nhá. Mình không truyền content này. Tiêu đề return path speed. Xem một lần này. Cái thằng DTO này của nó không có ý nghĩa gì, nó không có ý nghĩa validate giống như thằng request của Laravel nhỉ, bởi vì mình không truyền một cái gì cả. Nếu mình không truyền content thì lúc nào nó sẽ phải validate, nó sẽ bắt nhập, nhưng mà ở đây nó vẫn vào được, nó vẫn vào được thằng này. Được, không sao, mình sẽ làm theo cái nốt cái ví dụ của nó.
ở đây nó sẽ định nghĩa các init các router. Mình ở đây mình sẽ không cần phải định nghĩa những cái init như này đâu. Đấy. Tiếp tục ở đây mình sẽ đây thì ở trong service này, ở trong service này thì các bạn tạo cho mình một cái đây, ở đây các bạn tạo cho mình một cái interface của thằng port. Đây. Ở đây nó được ngầm hiểu như là interface ở đây nó là một cái kiểu là một cái khuôn mẫu. Đấy, nó sẽ định nghĩa là thằng này nó sẽ chứa, nó sẽ có bao gồm một các thông tin như là ID, content và title. Đấy, ở đây mình sẽ không làm với thằng interface này mà mình sẽ định nghĩa một cái entity. Với entity ở bên thằng trong thằng SZ, entity nó được nhận như là một cái model. Đấy. Để ở đây, ở ngoài này các bạn, mình sẽ tạo một cái entity riêng. Nhé. Trừ sẽ tạo một cái là port entity. Và user entity. User entity. Ở đây mình sẽ định nghĩa gì? Bạn đã chụp để mình xem nó. Trong cái entity này của mình sẽ xịt lại entity này sẽ mình sẽ định nghĩa trong cái entity này một cái ID này. Các bạn yêu những cái đây. Các bạn phải yêu cái thư viện của đây sẽ là entity. Ở đây ví dụ như mình đang, nếu các bạn không không khai báo thì mặc định nó sẽ hiểu là tên cái cơ sở dữ liệu, tên cái entity này nó sẽ là model nhá. Đây các bạn nên là gì, ở đây là port, cái bảng port đấy, chỉ có một cái bảng port. Ok, đây mình sẽ có một cái bảng port này. Sao nó không có nhỉ? À. Ở chỗ này thì mình đang còn thiếu một bước nữa là gì? Mình đang một thiếu nữa là à, tôi phải cài đặt. Đây. Ở đây là các ông ấy cài đặt hết rồi. Đúng không nhỉ? À không. Đây, trong entity này thì các bạn sẽ phải đặt một cái gọi là ORM, thì ở đây mình sẽ next sang cái bài tiếp theo. Đây, ở cái bài 2 này này. Đấy thì đối với thằng SZ này thì các bạn có khá là nhiều, có thể có lấy nhiều cái cơ sở dữ liệu khác nhau như là Sport Key, MySQL, Mongo. Đấy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là MySQL nhé.
À, mình sẽ dùng Postgre. Thì ở đây mình sẽ cài, đầu tiên là mình sẽ cài đặt config này, nên config này. Đấy. Trong lúc chờ nó chạy thì à đây. Mình sẽ tạo một cái file NV được rồi. Đấy, nó sẽ có một cái file là gì? File NV này. Để cấu hình này. Ở đây port của mình đang đi là 3333 này. Đấy. DB ở đây của mình cũng chưa có. DB ở đây là chưa có, tí nữa mình tạo sau. Và mình cũng có thể sẽ tạo luôn một cái DB. Mình có một cái DB. Mình sẽ tạo một cái DB mới là nếu thật bay netz ok tạm thời để vậy đấy, mình sẽ có một cái DB là netz như này, nó chưa có bất kỳ một cái bảng nào đấy. Tiếp tục là gì, mình sẽ phải cài đặt những cái config. Chỗ này chỗ entity này là do mình chưa cài đặt cái gì, cài đặt cái tile ORM và tile ORM port key nên là nó sẽ bị lỗi. Ở bên này người ta đang dùng cái interface, nhưng mà mình không muốn dùng interface, mình sẽ sử dụng trực tiếp. Mình sẽ đây, sau khi mình đã cài đặt xong phần này rồi thì ở đây các bạn như thế này à. Ở đây thì các bạn thấy nó sẽ, người ta sẽ tạo một cái ở đây đốc thì họ biết cũng khá là tắt, nên là mình sẽ, các bạn để ý để thay đổi nhá. Ở đây là nó đang ở trong cái app này, nó sẽ có một cái gì, một cái config module có là rc đây, app module ở trong cái phần import. Có hàng này vào cho mình, config vào, các bạn yêu cái này vào, thằng này thì cũng thế, y vào. Ở đây thì as sao à không, sao as chứ nhỉ. Ok, cái port này thì các bạn bỏ đi, không cần phải vào đây đâu. Ở đây thì các bạn tạo cho mình một cái module là database. Đấy. Các bạn ý thấy à, file ứng dụng của nó đang để là có một cái database module này, thì mình cũng sẽ có một cái module database. Mình sẽ để ở đây. Đây thì mình sẽ có module này. Trong cái module này nó sẽ có là import. Đấy. Mình sẽ có import cái file rm. Các bạn yêu thằng này vào. Yêu thằng này vào. Đấy. Đây là mình sẽ connect post skin. Tạm thời các bạn à,
Để hoàn lại được. Ở đây thì đi ra ngoài. Ok. Đấy, mình sẽ có các thông tin như thế này. Nó cũng khá là đầy đủ rồi. Đây, hôm nay còn thiếu. Ok. Đây, các bạn nhìn thấy này. À, trong này. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ vào cái phần NDP nhá. Con này, đây các bạn sẽ thấy. Khi mình đã cài xong, các bạn click vào thì nó sẽ có các thư viện. Đấy, ok. Ở đây các bạn để ý thấy này, à, nó đang còn không thể connect tới database. Rốt. Để mình xem thử cái thông tin kết nối ở đây của mình trước, của mình test thử nó là gì. À, cái user của mình là Trung Phú NA chứ không phải là Rốt. Mình cũng sẽ sửa lại NV. Sau khi sửa NV thì mình chắc mình sẽ phải run lại. Đấy, các bạn nhìn thấy khi mà mình đã sửa xong. Đấy, thì mình sẽ quay lại sang bên này. Đấy. Mình vẫn chưa thấy một cái gì cả. Thì ở đây có phải thêm các cái hình gì nữa không nhỉ? Bình thường thì khi mà các bạn khai báo như vậy thì nó sẽ mặc định Autoloads. Các bạn search cho mình một cái nữa là Autoloads entity. Đấy. Đây, các bạn thêm cho mình một cái thuộc tính nữa là gì? Autoloads entity true. Đấy, mình xem thử cái này nó có data bao nhiêu. Nó vẫn chưa có à? Aston and Ok, nó không lát thì thôi vậy. Bởi vì mình là muốn tạo. Ở đây thì các bạn lưu một cái table nhé. Tạo thêm các bạn lưu một cái table nhé. Đây, mình sẽ có là gì? Mình không quen dùng thằng Posky lắm. Thằng này đúng ra nó sợ à. Mình là các bạn mình đang lo. Thằng NSS này nó cũng có thằng giống như kiểu mà thằng Laravel á. À, khi các bạn biết những cái nó sẽ có những cái, nó sẽ sinh ra những cái mini gate. Hiện tại thì mình đang muốn dùng của thằng mini gate của nó, nhưng mà trước đấy thì mình cũng chưa thể handle lại được cái việc mini gate của nó, nên thôi mình sẽ tạo bằng lệnh vậy. À, tạo tạo cái dữ liệu bằng tay. Thì ở đây tạo dữ liệu bằng tay thì thằng này nó cũng sẽ có cho mình cái câu SQL đây rồi, thì mình cũng sẽ paste nó vào table query new. Ở đây là mình sẽ có bảng post này. Ok, mình đã có một cái bảng là gì đây,
Các bạn nhìn thấy mình sẽ có một cái bảng port đây. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút. Đó, kia là port chính. Ok, thôi, tạm thời thế ạ. Đây, tiếp tục các bạn quay sang với phần API như này. Đấy, ok, thì mình sẽ sửa đổi lại một chút. Sau khi đã kết nối được DB thì ở đây mình sẽ có, các bạn mở cho mình controller này, một cái nữa là get list, ok, mình sẽ thay đổi thằng này. Ở đây các bạn nhìn thấy là mình sẽ sử dụng một cái đây, repository ở đây này, trong cái phần port module port thì các bạn yêu cái tile rm này, tile rm module port module đây. Ở đây thì các bạn thêm cho mình một cái phần import nữa này. Đây mình rất ghét để spec 2 này, mình sẽ format về dạng spec 4 import tile rm module này. Đấy, ở trong này nó sẽ gì, nó sẽ là port module, port entity ấy. Đấy, thằng này port entity, ok, đây mình sẽ để cho vậy. Sau đó là gì, sau khi yêu ở đây xong thì các bạn ở post service thì các bạn inject cái module vào service này, thì các bạn sẽ là contactor đang cần inject repository. Đấy, ở đây mình sẽ có là nó sẽ inject cái module post. Port entity protected port repository này chấm port repository. Đấy, và ở đây là mình sẽ là port entity. Ok, mình check lại run cho nó bị lỗi không nào. Nó đang mang lỗi ở dòng này. Nó đang mang lỗi ở dòng này. Ok, hết lỗi rồi. Thì ở đây các bạn, đây, thì các bạn sẽ gì, ở đây nó sẽ là respawn return này, zip.post.fin. Đấy, mình sẽ thử luôn giống như nó, xem thử nó sẽ trả về kết quả hay không nhá. Port này, thì API ở đây, API của mình ở đây nó sẽ là tắt bớt cái khối này đi. Port, đây là get này. Lock xem thử data xem nó đã vào đây chưa nhé. Data nó đã vào đây rồi, nhưng mà đây các bạn để ý này, mình sẽ thử cho bằng AWS để xem. Nó vẫn không vào được cái này. Vậy thì các bạn sẽ check xem vì sao nó lại không có dữ liệu. Fin ở đây mình có thể thay ra là fin em cao. Đây, à đây thì nó đã connect được đúng rồi. Ở đây nó đang mở rộng là do gì? À, dữ liệu mình chưa có, mình chưa thêm một cái gì cả. Ok, đây, tiếp tục mình sẽ có một cái method là port này, create này, mình sẽ thêm mới một cái create, mình sẽ thêm mới một cái bài viết này.
Giờ đây các bạn check cái lệnh thêm mới của nó, create này, new award new pod này. Đây. Còn new awasi.portdepository.create. Ở đây port ở đây mình sẽ là data. Và đấy, new port. Ok. Các bạn để ý thế này, cái data ở đây này nó đang còn là gì? Mình sẽ check lại. Đây là một cái file modify. Các bạn check lại cho mình ở file controller example này nhé. Mình sẽ back lại cái bài 1. À đây. Port put delete port à đây. Create port này. Ok, mình sẽ check thêm thử là vì sao thằng này nó không mát. Nó sẽ có thể nó sẽ không mát được với thằng entity. Thì mình sẽ check lại. Đây. Ở đây do là mình đang còn copy nên thành ra nó không không mát. À, các bạn sẽ check và điều chỉnh lại cho mình nhé. Ví dụ nhá. Rồi, ở đây là fit này. Last name này. Xong nó sẽ có một kiểu là kiểu bố lần nữa. Đây. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ok, khi mà mình đã đổi đúng được cái entity phát là nó giống như kiểu một cái module ấy. Thằng này nó khá là hay khi mà các bạn truyền vào nhé, các bạn ý này. Khi mà các bạn truyền đây từ controller nhá, post này. Đây. Nó sẽ định nghĩa một cái kiểu dữ liệu, tức là kiểu ví dụ nhá. Ví dụ như data ở đây. Bạn để một kiểu dữ liệu là any. Đấy. Ok, nếu bạn để một kiểu any như thế thì ở trong cái lúc mình truyền vào ấy, nó sẽ có thể biết được hôm nay nó sẽ có thể là string, có thể là number, có thể là một cái gì đấy. Đấy. Thì nó khó, nó không validate được, nhưng mà ở đây là cái đầu vào của mình là mình thêm mới một bài viết vẫn được định nghĩa các thông tin như thế này. Đấy. Thì khi mà mình post nội dung như này. Đây, các bạn để ý thấy khi mình post như thế nó sẽ lộ. Đấy, bởi vì là gì? Cái dữ liệu của mình ở đây đang được đầy không đúng. Đây, thì thay vì thế mình sẽ điền lại cho đúng này. Đây, ví dụ. Trong phố đây nó sẽ còn một cái code nữa. Đây các bạn nhìn thấy này. Ví dụ như đây mình post vậy nó vẫn chưa thể pass được. À nó vẫn pass rồi. Do là cái code isBoolean. isBoolean này nó được định sẵn. Ở đây nó có default này, nó có default bằng true rồi nên là khi mà mình không truyền vào thì nó vẫn bắt được. Đấy. Ở đây thì khi mà các bạn thêm mới được thành công thì mình sẽ quay lại cái method get của mình. À đây các bạn nhìn thấy dữ liệu của mình đã có. Đấy. Tiếp tục mình sẽ post thêm một vài. Đấy, mình đã có. Ok, cái này các bạn nhìn thấy mình đã có hai bản ghi. Đấy thì ở cái video này thì mình cũng đã có được là mình sẽ đã có cách tạo những cái controller model, những cái service
cũng như là connectdb, tạo các giao tiếp với DB cũng như là thêm thêm dữ liệu, lấy dữ liệu. Đấy. Thì ở video sau mình có thể mình sẽ làm một cái phần là phần Swagger, tức là mình sẽ có document về API. Summary. Ở đây các bạn để ý là cái cấu trúc thì do tùy từng người đặt nhé. Mình có thể đặt như vậy nhưng mà có nhiều người khác họ cũng có cách đặt riêng của họ. Đấy. Nên là các bạn đặt như nào cũng được, miễn là các bạn hiểu và các bạn cảm thấy nó là hợp lý. Ok, để mình check xem nữa mình cần thêm cái gì nữa. Ở đây bài 3 thì nó là đây là bài 2 rồi. Bài 3 thì nó là phần authentication. Thì ở cái phần này thì có thể là mình sẽ tạm thời mình sẽ chưa làm vội. Bài 3 này thì thật ra mình cũng chưa chưa cần phải làm vội. Ở bài 4 này là Hanover Validate à. Đây, đây nó sẽ có những cái văn Hanover Validate này cũng khá là hay. Đây mình cũng sẽ thử này. Đây. Các bạn tạo cho mình một cái file init này. Đây mình sẽ thử nhé. Mình sẽ tạo một cái class Catalog. Trong cái mình sẽ tạo một cái class này. Đấy, mình sẽ choáng này. Ở trong cái class này thì các bạn sẽ extend gì? Extend thằng này. Kế thừa, mình sẽ kế thừa lại của thằng co. Đây. Và ở đây thì các bạn cắt. Đấy. Ok. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng cái new log này. Đây, app main này. Đấy. After cái exception này mình vừa mới thêm. Đây, ok mình sẽ post thử mình sẽ phải đưa nó vào, mình sẽ lại provider để sử dụng nó. App module, app module provider. Đây thì mình sẽ vào
Ok, chưa thử. Nó vẫn chưa tra cát được nhỉ? À, ở đây thì bạn phải sử dụng cái uLock này thì nó mới. Thế thì nó vẫn chưa được collable lắm nhỉ? Đây, nó phải uFilter. Đó, đây. Các bạn nhìn thấy này. Nó sẽ phải gọi một cái thằng này để yêu thằng lốc này ra. Đấy, cũng khá là không được ạ. Ồ, nó vẫn chưa đúng. Thằng này nó vẫn chưa chưa ở đây, ví dụ như ở đây các bạn mà muốn á, ở đây nhá, ở đây thì các bạn sẽ phải try catch cho mình để nó không bắn những cái caption để cho nó trả. Ok. Đây các bạn để ý này, đây nó đang bắn lại exception này này. Return e.reborn chấm data. Ở đây họ chấm đây nó sẽ để nó bắn đánh, à nó check là nếu mà có thì nó sâu, không có thì nó sẽ sâu tới thằng reborn thôi. Đấy. Cái này mình sẽ phải định nghĩa lại một cái error, bởi vì nếu mà khi mà các bạn thêm mới mà nó sẽ cảnh báo, nó sẽ bắn lại một cái exception như thế, thì ở đầu frontend người ta cũng sẽ không không thể biết được là gì. À, cái thông tin này của ông đang có cái một cái lỗi gì, dẫn tới việc là đầu frontend nó không thể check được. À, đây các bạn nhìn thấy, nếu mà mình sẽ trả về khi mà nó thêm mới một cái dữ liệu mà cái đầu đầu vào của nó không hợp lệ. Đây, nếu mà nó trả như vậy thì đầu frontend nó sẽ không thể xử lý được cái dữ liệu, thì ở đây mình sẽ phải điều chỉnh lại cái phần bắn ra cái tháo dần này, bắn ra một cái mình xích lỗi như này, thì cái này chắc có lẽ mình sẽ phải điều chỉnh. Nó chết cái này nó lại không có nha. Đây, ok, thì tạm thời mình sẽ tiếp tục, mình thấy loại này nó cũng khá là hay. Tiếp tục mình sẽ cài tiếp một cái nữa là cái class validate. Đối với thằng DTO thì nó sẽ là, à đây, các bạn nhìn thấy là nó sẽ định nghĩa cho mình là hôm nay nó sẽ là string. Đấy, nó sẽ yêu từ và không được empty. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? À, nó sẽ ở đây thì nó không được empty, ở đây nó sẽ phải là either boolean. Đấy. Is bằng đây mình sẽ bắn thử này. Đây thì nó vẫn chưa show ra exception. Ok. Có thể là mình đang bị thiếu các bạn nào đấy.
Đây tôi cầm hai viên chỉ xem một kiếp sinh thôi chứ ta thằng này sao nó đang sâu thì thằng nào ở đây lại mình lốc nó sẽ lại hai cái. Ở đây các bạn thử con số E. Ok, được rồi, cái này thì mình sẽ để sau nhé. Mình sẽ phải check làm sao để là gì à, khi mà nó có lỗi xảy ra ở đây thì nó sẽ phải sâu ra được cái thông tin là của ông, cái liệu của ông đang lộ, ông phải bán đang. Đấy, ví dụ như thằng này thì nó sâu được đúng dữ liệu này. Lips Get Get Get. Đây, hiện tại thì nó đang có một mạng. Ok, được rồi. Thì chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video này tại đây. Ở video sau thì mình sẽ tiến hành làm cái phần phân trang, mình sẽ tiến hành làm cái phần phân trang cũng như là gì, cũng như là cố gắng sâu được cái caption ở ra đây để đầu phone này người ta biết được cái lỗi là gì đấy.